Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng trên toàn quốc và đặc biệt là các cái quý khách hàng ở xa mua các cái sản phẩm hoành phi câu đối của các cơ sở cũng như của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành mà chưa biết về các cái cách treo thì hôm nay chúng tôi sẽ làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn để quý vị các bạn có thể treo được tại nhà đơn giản dễ dàng. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ đó là bức hoành phi có cái thông số là dài 1m97, chiều rộng 67. Đầu tiên muốn treo được thì quý khách có thể căn ke các cái không gian phòng thờ của chúng ta. Như trên hình các bạn đang xem là chúng tôi sẽ chia tim từ hai cái thanh xà. Chúng tôi sẽ chọn cái tim giữa và sau đó sẽ căn theo cái mực giữa của bức hoành phi dài 1m97. Phía dưới chúng tôi có hai cái giá đỡ và thường hoành phi là treo nghiêng từ 25 tới 30 độ tùy theo gia đình. Và chiều rộng của bức hoành phi là 67 cm thì quý khách có thể đo được cân đối. Và đầu bên trên thì chúng tôi có khoan hai cái ốc bu lông 10 và có thiết các cái dây inox 304. Và trên bức hoành phi chúng tôi đã thiết kế các cái dây buộc. Khi chúng ta dựng xong vào hai cái đế đỡ phía dưới thì chúng ta sẽ níu các cái dây mà chúng tôi đã khoan, đó là khoan bu lông 10. Chúng ta chỉnh được tim thì chúng ta sẽ buộc cố định đầu trên và sau đó thì chúng ta sẽ bắt bốn con vít ở phía dưới để đỡ cho bức hoành phi. Bức hoành phi có hai đòn chịu lực, đó là phía dưới và phía trên. Treo nghiêng thì chúng tôi có các cái dây inox. Điểm lưu ý để cho cân đó là chúng ta phải đo chuẩn các cái không gian phòng thờ mà chúng ta muốn treo. Chúng ta sẽ chia khoảng giữa. Và tùy theo các cái bức hoành phi to nhỏ khác nhau thì quý khách cứ chia giữa là nó sẽ ra được các cái tim phòng thờ. Và sau khi treo hoành phi thì chúng ta bắt đầu với treo đến câu đối. Như trong video này thì chúng tôi sẽ tính chiều cao theo với ban thờ từ dưới đất lên. Ban thờ cao 1m27 thì chúng ta sẽ đo từ ban thờ lên. Thì bên trên câu đối nó đến đâu đó là tùy. Còn phía dưới là chúng ta cố định theo cái chiều của ban thờ. Câu đối là chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Thì cộng với cái chiều dài, chiều rộng của ban thờ, chiều cao. Như không gian chúng tôi đang treo đây là tổng thể cao nó vào 3m70. Và khi treo thì quý khách lưu ý là cách bức hoành phi, câu đối cách ra khoảng từ 3 tới 5 phân là đẹp nhất. Không cách nhiều quá mà cũng không cách ít quá. Đấy, trên màn hình các bạn đang xem là chúng tôi đã treo xong một bức câu đối dài 1m97. Đầu trên thì chúng tôi có sử dụng các cái bu lông và chúng tôi có bắt một thanh đỡ ở đầu trên của câu đối. Chúng ta sẽ xỏ ốc vào và chúng ta khoan vào trong tường có các cái đầu vít nở để giữ cho cái bu lông nó không chạy ra chạy vào. Và phía dưới khi chúng ta treo xong đầu trên, chúng ta sẽ cố định đầu dưới bằng các cái vít nhỏ hơn. Chúng ta có thể bắt vào cạnh hoặc là phía dưới cùng của câu đối để cho câu đối không dịch ra dịch vào. Và chúng ta có thể đánh thăng bằng bằng thước thủy nivô. Thước thủy nivô thì chúng ta có thể mua ở đâu cũng được. Đánh thăng bằng bằng nước thì nó sẽ cân bằng hơn. Nhìn bằng mắt nhiều khi không chuẩn. Chúng ta vẫn phải dùng thước nivô, thước thủy. Thì trong video này chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn cách treo để cho những người ở xa mà muốn mua hàng chúng tôi không đi lắp đặt được, quý khách có thể treo tại nhà đơn giản, dễ dàng.
Quý khách không treo được, quý khách có thể liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số hotline, đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho cách treo. Nếu như nhà các quý vị cao, quý vị có thể bác hai đà giáo, và nếu tầm tầm thấp thì quý vị chỉ cần dùng một đà, và nếu cao nữa thì chúng ta sẽ đôn thêm đà giáo lên để cho nó an toàn. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bộ hoành phi câu đối với kích thước chuẩn phong thủy, dài 1m97, rộng 67, nó vào cung tài vượng. Và câu đối là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Toàn bộ chữ là thiếp vàng Đài Loan. Thì bên cạnh các cái bộ hoành phi câu đối thiếp vàng, chúng tôi còn các cái bộ hoành phi câu đối dát vàng 24K, hay còn gọi là vàng 4.9. Thì gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái tâm thư của khách hàng là cơ sở nên giới thiệu các cái cách treo cho khách hàng ở xa đã mua của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Thì hôm nay chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn cách treo và cũng như là không gian phòng thờ để treo được bức hoành phi câu đối này. Nếu như phòng thờ của chúng ta thấp thì chúng ta sẽ cho câu đối xuống phía dưới ban thờ một chút cũng được, hoặc là đầu trên của câu đối chúng ta sẽ cho vào như giữa của bức hoành phi như trên mình các bạn đang xem. Đây là câu đối vừa với chớm vào tới bức hoành phi thôi. Nếu chúng ta thiếu về chiều cao thì chúng ta sẽ treo lên giữa cũng được. Nhiều nhà thì lại cho đầu dưới phía xuống dưới ban thờ thì nó sẽ bị khuất đi một hai chữ nho gì đó. Và nếu treo cao quá thì cũng không được, thì nó phạm vào hoành phi rất nhiều. Nên là phải cân đối theo chiều cao. Quý khách có thắc mắc gì về hoành phi câu đối, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp. Và khi chúng ta treo được chiều thẳng thì bắt đầu chúng ta sẽ tính đến chiều cân đối ở phía dưới. Chúng ta sẽ bắt các cái vít nhỏ ở bên hông hoặc là phía dưới, chúng ta sẽ ghim lại để cho câu đối nó không được chạy đi chạy lại. Chúng ta có thể đánh theo thức thủy ni vô. Đó là điều đơn giản nhất. Và chúng ta treo xong thì chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại bộ hoành phi câu đối một lần nữa. Được đúng kích thước chuẩn phong thủy và treo đúng vào cái không gian phòng thờ của nhà mình. Và để treo được thì chúng ta sẽ dùng các cái thước đo. Đo không gian phòng thờ và sau đó chia tim. Chúng ta sẽ lấy chính diện giữa và sau đó sẽ treo câu đối sau cùng. Mà quý khách nào không treo được thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp về chúng tôi sẽ tư vấn cho chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách ở xa. Chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều tâm tư tình cảm tới từ tất cả quý khách hàng, và toàn bộ đó là lượt tương tác tự nhiên, chúng tôi không quảng cáo. Chúng tôi là làm về nghề đồ gỗ nên chúng tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị có thể treo được, và chúc quý vị thành công. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem được các cái video mới nhất. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.